Chiều hôm nay em cập nhật clip một con đực kem nha anh chị ơi. Đó thì con đực kem này xương cắn cói, bò này tầm 8 tháng tuổi, chiều cao thì giữa lưng 1m10 mấy nha anh chị, còn sau xương khu thì hơn. Đó pin lực nha anh chị, chân cắn cói, móng là móng sò, cu giấy hoàn thiện, đu một chùm, đầu to đó anh chị ơi. Bò này thì rất là phàm ăn. Đó thì bò này pin lực đòn dài, đó lưng thẳng đòn dài nha anh chị, cu giấy hoàn thiện, đó móng là móng sò, đầu to cũng hiền dạng anh chị ơi. Đó thì những con dòng xương ngắn gói này mình nuôi vỗ béo đường dài thì bao ngon bao cho anh chị luôn. Đó bò này thì chủ chỉ cho cỏ bú mẹ chứ không có cắm lớn nha anh chị. Đó thì cũng bò cũng hơi rẻ thì chủ không có cho ăn cám. Đó thì anh chị nào muốn bắt gì vỗ béo thì bò này cứng bò không còn ve nha anh chị, bự bò rồi, nó làm 7 tháng rưỡi tới 8 tháng tuổi rồi. Đó lớn bò đòn dài đứng cái chiều dài cũng hết cái chuồng luôn nha anh chị. Đó mẹ con đứng hết muốn hết chuồng luôn. Đó đầu to đó thì mình nuôi tầm vài tháng nữa thì nó lông nó cũng lụng anh chị ơi, lông này cũng không dài mấy, nó không quắn nha anh chị. Đó với người lớn tuổi người ta nuôi cũng ít tắm rửa anh chị ơi. Đó, nếu tắm rửa thường thì cũng thay lông cũng lụng. Đó, cái đầu dày sọc, cái đầu to thì nuôi mau lên anh chị ơi. Đó thì anh chị gần xa thích con bò được kem này thì liên hệ số điện thoại em để trong hình, giá là 17 triệu, anh chị thấy lấy thích thì liên hệ. Quá pin quá lực anh chị ơi. Đó chị nào có được thịt thì liên hệ trao đổi được kem này về vỗ béo năm sau mình bán anh chị ơi. Đó 8 tháng nuôi 1 năm nữa thì 20 tháng là đủ lứa, đúng lứa tuổi luôn nha anh chị. Rồi chị thấy clip hay kênh 200 được anh chị chia sẻ em cảm ơn nhiều.